xe lại đây, nhìn rõ người chưa? Xe này hạ cánh an toàn không cháu bay xuống luôn này. Hạ thì an toàn nhưng mà ý là mình định đừng bay. Rồi, thì không ra nào. Nó cừ. Con này cũng phải trả 2 cân mấy 3 cân ấy. Chú làm sao chú giờ như nào? Tung xuống. Mày mày thả đây chú xong mày đu xuống. Không theo bọn em. Úi giời. Được coi, được coi. Tướng gọn trong tay rồi. Thật. Đấy, úi giời. Bên dưới gầm cái rác nó quận lên đen kìa. Có phải không? Nhìn giống lắm. Kìa. Cái đoạn này đấy, cái đoạn từ trên kia dưới có một cái cùng nạn khô khô. Vâng. Cây ngẩng lên mà bên dưới nó lên đen kìa. Vừa nãy là nó ở đây nhưng mà nó chạy đấy. Nhìn như ở vẫn rắn. Vừa nãy là nó ở ngay cái đoạn đầu này. Nó di chuyển vào đấy. Ôi kìa. Đúng không? Có phải rắn không? Nó đang di chuyển kìa. Ừ đúng, đúng rồi, đúng rồi. Chưa chưa này, tôi thấy mọi người có thấy được không? Đúng rồi, nó ở trên cao lắm mọi người. Đỏ lắm chú ơi. Nhìn dưới này nó cái bụng nó này như này. Ở trên cao kìa cơ. Trèo bên cạnh này cũng ấy như vậy. Hãy cho cái chỗ lên len nhỉ mọi người. Cứ phải lên gần gần thì mới quay cho mọi người thấy. Lên gần như đấy mới thấy được cơ. Trèo lên cái dưới gầm của cây cây. Lần sau trèo mẹ lên. Trèo lên tao xem. Tao về tao trông. Nhưng mà để ý tổ ong nhá. Ong á? Để ý. Để xem có tổ ong không. Nó đi. Treo được, cái này treo được. Nhưng mà... Trời, cái kia đu sang à. Không, nó phi phi xuống bụi kia là mất đấy. Có lên được không? Lên lên không? Tăng lên. Rất là khó leo, bình tĩnh thôi. Ui kìa. Hình như đang trườn ra hay sao á. Cú anh đón đầu kia rồi nhưng mà nó phi ra đấy thì cú anh trúng luôn. Gần được không? Lên cái đoạn kia rồi. Đấy là có chạc hàng dây, cái bán đâu, chạc dây dựng lên đi. Dây này có gãy không chứ nhỉ? Không có được. Dây đấy thoải mái. Hay là cây. Cây thì gãy thì được. Cây to này mà. Bữa đầu nhìn là tưởng cái cây bé nhưng mà nó ra đến đây nó to bằng hơn cả người mọi người. Cây này.
cũng nằm mình kia trên này. Cảm ơn mọi người nhé. Trên tay mình đây là miếng cao rán hổ mang, một cái sản phẩm đặc biệt của tem sa mát ẩm thực vùng cao. Thì cao rán hổ mang có công dụng đặc trị các bệnh liên quan đến xương khớp, ví dụ như các bệnh liên quan đến xương khớp là vôi hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau dây thần kinh tọa, tổn thương các khớp, vôi hóa các đốt sống lưng, sống cổ, đau nhức vai gáy, tê bì tay chân, phục hồi sức khỏe cho người mới ốm dậy. Cao rán hổ mang có công dụng và cải thiện cái chức năng sinh lý của nam giới. Đây là cái giấy chứng nhận, giấy phép kinh doanh. Đấy. Đây mọi người nhé, giấy đăng ký kinh doanh. Đây là cái giấy an toàn, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Đấy mọi người. Kết quả báo cáo, kết quả phân tích. Đấy. Mẫu là cao rán hổ mang. Đấy mọi người nhé. Đấy. Cái này là cái mẫu cái giấy chứng nhận cho cái kiểm định cũng như là cái kết quả của bên an toàn vệ sinh thực phẩm đã đóng dấu cho mình. Đấy. Trên cao rán những cái thành phần nào thì nó sẽ có hết ở đây. Đấy mọi người nhé. Nó đủ điều kiện để người ta sẽ cấp cho mình một cái giấy chứng nhận là an toàn vệ sinh thực phẩm. Cẩn thận nhá. Không thấy đâu à? Xem có thấy. Không thấy. Đâu? Nó nằm ngay trên thân này. Thì cái chỗ mà đen đen lúc chú chỉ đúng không? Vâng. Vào đấy à? Ra ngoài một tí nữa. Ui. Sao quay to lắm chú ạ. Có bắt được luôn ở trên đấy không? Có đến chưa? Cây cây nó gãy xuống không? Không gãy đúng không? Ừ, cứ đi thoải mái. Có gì chú qua lo cháu chứ. Ừ. Mà đứng lui ra ngoài kia một tí nữa, quay cứ ngửa cổ trời quay đi. Có thấy không? Có thấy đó mà. Nó nằm ở chỗ à? Nó đang nằm một chỗ đầu chú hẳn xuống bên kia. Không thấy được con rắn này. Thấy không? Thằng rùm thằng có thấy. Ôi trời ơi. Dã man. Mày là tung đuôi rồi đi. Vâng, cháu tung đuôi rồi. Ra lướt đi, cứ ra lướt thoải mái đi. Ra được mà. Thật nhớ. Ôi à. Cứ ra thoải mái. Gãy sợ được mày. À, nếu ai nhìn rõ thì mới thấy. Bọn tao bảy mấy cân thì mới sợ. Ơi à, chú ơi. Ơi. Nó ra hẳn ngoài kia rồi. Cái cháu cứ cho ăn nó hẳn ra ngoài kia nhá. Từ từ. Nó mà lao xuống thì có chú nhá. Từ từ. Xong. Trời tối om om. Còn trên nó trôi. Thấy nó ra từ ngoài này rồi đúng không? Vâng, nó ra ngoài kia đây. À, đây đây. Ui. Sao rồi chú ơi? Rắn đây ạ. Vâng. Đâu rồi đâu? Ui, giờ nhìn rõ mới thấy. Thấy đâu? Đứng tay ngoại đây chưa? Đấy, đấy, đấy. Cái đoạn này, cái đoạn này. Nó đang trên lá này mà. Thấy nó rất đâu nhỉ? Đúng rồi, cái đầu này rồi. Đoạn đoạn này này. Đây rồi Thảo. Đây rồi. Anh đi quay cho mọi người thấy đâu. Cứ ra nữa đi cháu ơi, thoải mái mà. Thoải mái cái gì? Ừ. Gãy rồi này. Gãy giờ đây đi đéo đâu rồi. À, nó tút tút lên đây rồi. Nào. Cẩn thận gãy đấy. Ôi. Không gãy được. Gãy cũng không việc gì. Ở đây thấp rồi. Gãy không việc gì. Đâu nó ở đâu chú ơi? Đèo mà nó ở ngay ngọn cây này. Đây đây. Nó vô được đèo nó ở. Không đến được. Xuống được. Ôi nó lên ngay ngọn này, nó treo đây này.
nó lại phi xuống đấy. Được rồi, cứ đây đi. Con trâu nó không có độc. Không, nghĩ không có độc. Mà... mày rung rung ra. Rung rung đi. Ý là cháu biết cành xuống từ cái này đó, xuống từ một. Đúng rồi. Cứ xuống thoải mái đi, không gãy đâu, gãy mãi không rơi xuống được. Phá bằng dây đấy, rơi xuống được. Chơi thế à? Ừ. Nghe cháu vồ con mẹ luôn nhá. Ôi mẹ mày nghe. Mày đấy. Nếu nó nào đây cháu vồ luôn. Đây nó chéo đất đu ở ngoạn này. Con này to ấy, con này phải tầm gần 3 cân ấy, 2 cân mấy đấy. Vồ luôn. Nó vồ được. Đang ở trên cây nên là nó đang khó đây. Sắp đến rồi đấy. Đấy, nó quay lại cho mày ấy. Đấy, cháu vồ. Vồ được không? Đấy. Nó đang quay lại thì để cháu vồ luôn. Ừ. Quay lại đây, nhìn rõ người ấy nhỉ? Xe thì hạ cánh an toàn không, cháu bay xuống luôn à? Hạ thì an toàn nhưng mà ý là cứ bình tĩnh đừng bay. Rồi, từ chú con nào. Đâu con. Nó cừ. Con này cũng phải trả 2 cân mấy 3 cân ý. Chú làm sao, chú giờ như nào? Tung xuống. Mày thả đây chú xong mày đu xuống. Đu theo mọi người. Ừ. Úi xời. Đâu coi, đâu coi. Túm gọn trong tay rồi. Đúng, 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 đừng nhảy. Chú cứ cho con này vào đi đã, xong rồi có gì cứ đỡ cháu là được. Đu theo cái cành đấy là được. Đu theo cái cành đấy là xuống. Nhảy là chẳng may là nó vào cái gốc cây đấy. Bên dưới nó. Đấy. Càng gì kia xem. Đấy, ui giời. Ông á? Ông gì? Làm gì của ông? Ồ mà. Sao ơi? Ui giời ơi. Ô. Chọc. Cũng nguyệt. Nhưng mà nó cũng to đấy. Cầm lên, cầm lên. Hợp lắm. Đây. Châu. À đâu. Từ quên cái máy quay. Không có độc nhưng mà nó là cái cành kia bên dưới cũng cao phết đấy. Cao. Ôi, tưởng nó thấp nhưng mà nó cao lắm. Thế ở đây nhòm thấy nó ở bên đấy ấy. Mệt. Thế mà nó leo lên đấy nó nằm nó dã man nhỉ. Cây cũng rất là cao mọi người. Cây rất là cao. Đây, anh em mình sẽ kết thúc video đây để tiếp tục với chú đi săn đây. Mọi người xem video thì nhớ like lên cái kênh ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong Keo Sáu Bờ Rừng Vùng Cao nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin chào cả mọi người nhé.